rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, sắp tới có một ngày rất là đặc biệt, không biết là quý vị có nhớ hay không? Để Minh Châu hỏi thử xem là đầu bếp Thanh Vũ có nhớ không nha. Anh Vũ có nhớ ngày đó là ngày gì không? Trong tháng 5 này thì ngoài ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, ngoài ra chúng ta còn có ngày 19 tháng 5, tức là ngày sinh nhật của bác. Anh thấy mình đâu còn ngày lễ nào nữa đâu Minh Châu à? Vậy là anh Vũ không nhớ rồi, đó là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ngày lễ của mẹ đúng không nào? Và anh biết không, ở Việt Nam mình á thì ngày lễ của mẹ thường hay gắn với những ngày lễ lớn như là 8 tháng 3 đúng nè, ngày 20 tháng 10 hoặc là ngày đại lễ Vu Lan. Nhưng mà trong cái quá trình hội nhập hiện nay thì chúng ta lại có thêm một ngày nữa để thể hiện tình cảm của mình với mẹ đó. Đúng vậy. Vậy thì trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn chế biến một món ăn. Hy vọng rằng các bạn có thể trổ tài và dâng tặng lên người mẹ yêu dấu của mình. Như vậy chắc đây là một món ăn rất là ngon và rất là bổ dưỡng nè. Đúng món vậy. Gì vậy anh? Đó là món bí xanh tiềm Tứ Hải. Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì nguyên liệu cho món này chúng ta cần có bọng gà 1 cái, cá chẽm phi lê, tôm sò điệp khô, thịt càng cua, cà rốt, gừng sắc lát, nấm hương, hành lá, bí xanh, bột năng pha loãng, dầu mè, muối, tiêu và hạt nêm ai gì ngon. Chắc là mình sẽ nấu nước dùng trước phải không anh? Mình nấu với lại cái bọng gà này nè. Đúng vậy, trước tiên chúng ta sẽ nấu nước dùng. Rồi chúng ta cho vào đây khoảng 1,5 lít nước. Bây giờ chúng ta sẽ cho bọng gà vào. Rồi, một cái bọng gà nấu với 1,5 lít nước. Đúng vậy. Và để cho nước dùng gà được trong thì chúng ta nên nấu từ nước nguội. Nước nguội. Rồi và chúng ta đun nóng lên từ từ. Hành lá, cà rốt và gừng chúng ta sẽ cắt nhỏ. Và hành lá cũng vậy, chúng ta cũng cắt khúc. Như vậy là vừa. Gừng chúng ta cần khoảng 2 lát là đủ. Ta sẽ cho vào một túi vải. Rồi em giúp anh bỏ nấm vào nồi luôn. Dạ sao? Rồi. Kế tiếp sò điệp. Sò điệp này tôi đã ngâm mềm và bây giờ tôi sẽ xé sợi. Sò điệp mình cứ mua con bình thường cũng được ha anh? Có cái yêu cầu nào đó đặc biệt không? Để mua sò điệp khô được ngon thì chúng ta nên chọn sò điệp có con khô ráo, không bị ướt cũng như không bị khô quá. Thì như vậy sau khi sò điệp chúng ta luộc hoặc chúng ta hấp xong thì sò điệp ăn rất là mềm và rất là thơm. Rồi bây giờ Minh Châu làm tiếp giùm anh nha. Dạ. Trong khi Minh Châu xé sò điệp thì tôi sẽ lấy chỉ lưng tôm. Sau đó chúng ta cắt sâu vô từ phần đầu tới giữa mình tôm như vậy. Để sau khi hấp xong con tôm bung ra, thành hình con bướm bướm rất là đẹp. Cái chẽm này chúng ta mua về rửa sạch và thấm cho thật ráo nước. Sau đó chúng ta lạng bỏ đi những cái phần gân máu còn sót như vậy. Nếu không thì món ăn chúng ta sẽ bị tanh đó. Và cái chẽm chúng ta cắt ra thành những lát mỏng. Rồi. Bây giờ em xem giùm anh nồi nước dùng gà đã sôi rồi đó. Em dạ, hạ lửa rồi. Và vớt bọt giùm anh nhé. Dạ. Trong khi Minh Châu vớt bọt thì tôi sẽ ướp cá, tôm với một chút muối, một ít tiêu, khoảng nửa muỗng ai di ngon, một chút nước bột năng pha loãng và một ít dầu mè. Tất cả chúng ta trộn đều lên. Bí xanh chúng ta sẽ cắt ra thành từng khoanh và khoét bỏ ruột. Rồi để anh xem nồi nước dùng chúng ta đã được chưa? Em nghĩ là trong rồi đó. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ nhắc qua đây ha. Rồi anh sẽ nhắc qua đây. Chúng ta sẽ vớt bỏ túi rau gia vị ra đấy như này. Và chúng ta sẽ vớt nấm hương. Kế tiếp chúng ta sẽ vớt bỏ cái bọng gà ra. Và anh sẽ nêm vào đây khoảng 1 muỗng muối, 2 muỗng hạt nêm. Bây giờ anh sẽ cho cá vào trước như vậy ha. Kế tiếp chúng ta sẽ cho tôm. Chúng ta để như vậy. Và kế tiếp anh sẽ cho nấm. Kế tiếp là cua, một cái thịt càng cua như vậy. Và sò điệp khô. Sò điệp khô thì chúng ta sẽ cho một chút bên gốc như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cho từng khoanh bí vào thố tiềm như vậy. Và chúng ta sẽ cho nước dùng vào. Xem nước dùng vào. Đúng vậy. Chúng ta đậy nắp vào. Các bạn lưu ý khi chúng ta chế biến các món ăn tiềm và đặc biệt là các món ăn được chế biến từ hải sản
thì chúng ta phải để cho nước thực sôi thì chúng ta mới cho vào tiềm. Như vậy hải sản sẽ chín giòn, giữ được độ ngọt và không bị bở. Em đã nhớ rồi, và chắc chắn quý vị khán giả cũng sẽ nhớ bí quyết này để giúp cho bí xanh của chúng ta giòn, ngon và không bị bở. Thì quý vị hãy tiềm trong lúc nước đã sôi, chúng ta tiềm như vậy trong vòng 15 phút. Rồi, bây giờ nước đã sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào tiềm ngay thôi. Cho mình thổ vào như vậy. Em để nắp lại nha. Rồi, em để nắp lại giùm anh. Bây giờ đã 15 phút rồi đó anh, chắc là mình sẽ lấy cái thố tiềm ra và trang trí lên nữa đúng không? Đúng vậy. Bây giờ thố tiềm chúng ta đã hoàn tất, tôi sẽ cho lên đây một ít gừng sắc sợi lên. Đây, mời em. Để em nếm cái nước trước nha. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn, đúng không nào? Đúng rồi. Anh biết không, cái nước dùng nó rất là ngọt, đậm đà vị hải sản nè nha. Và đặc biệt là em thấy là cái cảm quan rất là đẹp nè, có màu sắc rất là hài hòa nữa. Quý vị khán giả thân mến, mẹ là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và nâng giấc cho chúng ta từng giấc ngủ. Chính vì vậy mà việc làm cho mẹ hạnh phúc bằng cách nấu một món ăn ngon thì sẽ rất là có ý nghĩa. Chúc quý vị và các bạn thành công với món bí xanh tiềm tứ hải. Và cũng đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau cùng với chủ đề Ngày của Mẹ.